Vâng, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em có giới thiệu với mọi người một chút về cái cây à về cái dòng gọi là dòng thuốc phun chống thối. Thì mọi người cũng biết rằng ở đây là có em sẽ giới thiệu mọi người thuốc chống nấm chống thối. Hôm nay chủ yếu là như mọi người biết rằng là ở trên internet tất cả các kênh mở ra YouTube thì thấy rất là nhiều kênh đúng không ạ, và trên Facebook cũng rất là nhiều phương tiện người ta đăng những cái cách để chữa trị bệnh chống nấm chống thối chống bệnh cho cây. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với mọi người về cái một cái kinh nghiệm riêng của em. Đương nhiên là chắc chắn là sẽ không 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 em sẽ không khuyên mọi người dùng thuốc nào cả, nhưng đây là một cái kinh nghiệm mà em cảm thấy là nó rất là tốt. Đây thì nhưng mà mọi người hay thấy là cái thuốc kim ngân bun ấy bên phải đây, thuốc kim ngân bun này là một cái thuốc dạo này được rất là nhiều người sử dụng và nó khá là nổi tiếng, nói đúng là như thế. Thì đây thì em muốn nói là nhiều người quảng cáo sử dụng nhưng mà nhiều khi là người ta chưa sử dụng, người ta đã quảng cáo là sử dụng rồi. Thì đây thì em là người sử dụng và em là người tìm hiểu về thuốc, về các loại thuốc chữa bệnh, thuốc chống nấm chống thối các loại cho cây. Thì đây thì em muốn giới thiệu với mọi người và những cái chi tiết để mọi người có thể biết được rằng là chúng ta đang sử dụng thuốc theo kiểu gì, hay là chỉ nghe tai, hay là chỉ nghe người ta khuyên. Em thì em không khuyên mọi người nên dùng thuốc nào cả, nhưng hôm nay em muốn nói đến cái vấn đề đó chính là cái thành phần của nó. Ví dụ như cái kikibun bên này là một trong những cái thuốc mà được rất là nhiều người biết đến đợt vừa rồi năm nay và quảng cáo rất là nhiều, người quảng cáo dùng tốt. Nhưng khi mà mình nhìn vào những cái chỉ số của nó, ví dụ như thành phần này simonacin 800 này, thì bên này nó cũng là simonacin 800, bên này là mangozet 64%, thì bên này cũng là mangozet 64%. Nhưng cái thuốc victozac này là không được người ta quảng cáo nhiều, thì chủ yếu là mình phải nói đến là cái thành phần chính của nó đúng không ạ. Thành phần chính của nó thì nó mới giúp mình để trị bệnh hay là để làm một cái gì đó. Ví dụ như cái này là vàng lá hại lúa, sương mai hại cà chua chẳng hạn như vậy. Còn thì mình phải nói đến những cái là tác dụng của nó thì mình sử dụng. Thì cái thuốc như em ấy thì em hay hay sử dụng theo cách của em, đó chính là chúng ta cần phải đọc thật kỹ xem là cái thành phần nó như thế nào. Mình phải nhớ được những cái điều đó để mà mình chăm sóc cho cây lan của mình. Bởi vì khi mà anh chị chơi lan ấy, anh chị có thể xem trên những cái kênh, xem trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nhé. Cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nói tất cả các cây là rất là chi tiết. Thế nên chúng ta sử dụng thuốc chúng ta cũng cần những cái chi tiết nhỏ nhất như vậy. Chúng ta nên sử dụng những cái mà thực sự chúng ta hiểu. Chơi lan chơi những thực sự những cây mà chúng ta hiểu và những cái mà chúng ta cảm thấy là thực sự là nó có giá trị thì chúng ta mua. Còn những cái mà nó bị thổi nhiều quá thì tốt nhất là mình cũng nên cân nhắc để xem mà thực sự nó có đúng không. Nếu như nó đúng thì là mình sưu tầm cây và thuốc, thì mình nên sưu tầm mua thuốc về để mình sử dụng. Như đây thì cái thuốc Victozac này thì như em thì được biết là không có đơn vị nào người ta quảng cáo hay là người ta tâng bốc sản phẩm lên để mình sử dụng cả. Nhưng mà nếu mà để mà nói thành phần về một cái loại thuốc ấy, hai cái này là giống nhau đúng không ạ, hai cái loại thuốc này là giống nhau, nhưng mà cái kikibun này được rất nhiều người dùng cho hoa lan. Nhưng mà cái Victozac này thì em vẫn dùng. Em thì em bán rất là nhiều loại thuốc, nên là em dùng cái nào em dùng thử để em biết nó như nào. Và em đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng. Đây là người ta cũng ghi này, đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng. Và thuốc nào anh chị cũng biết điều đó rồi, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Thì cái việc đó chính là chúng ta hiểu về thuốc, chúng ta sẽ dùng được cho cây của mình. Còn để mà nói là trồng cây ấy, mà không có bị bệnh ấy, thì là không đúng. Nhà ai cũng sẽ bị những cái bệnh đốm lá hoặc là những cái bệnh thối nhũn hoặc là những cái bệnh rỉ sắt hoặc là một số cái bệnh khác. Thì chúng ta có thể, như anh chị có thể thấy là cây nhà ai cũng có thể là sẽ bị, không có nhà ai nói là mình không bị cây nào cả. Nhưng cái việc là người ta quảng cáo cái cây người ta sử dụng thuốc, cái thuốc này tốt chẳng hạn, thế ví dụ như kikibun chẳng hạn này, sử dụng thuốc này tốt, thì bởi vì là người ta quảng cáo đương nhiên là phải quảng cáo những cái đẹp thì mới bán được đúng không ạ. Em thấy em phải quảng cáo những cái đẹp chứ. Thế nên là khi mà những cây mà nó xanh tốt mập to ấy, mà nó có sử dụng cái thuốc này thì em nghĩ nó là tốt, nhưng cái đằng sau đó là kiểu gì nó cũng sẽ có những cái cây bị bệnh và chết.
Thế nên là mình phải sử dụng những cái thuốc đúng mục đích và hiểu được cái giá trị của nó, hiểu được cái thành phần của nó. Và khi mà những cái thuốc ngày xưa ấy, em có thể nói lên là cách đây câu chuyện cách đây năm 2011 là em bắt đầu tìm hiểu sâu về Hoa Lan và những cái thuốc. Thì cái năm 2010 em bắt đầu mà 2011 thì em bắt đầu tìm hiểu sâu, thì những cái thuốc Zyromin Gold này thì rất là nhiều người sử dụng, và cái cách dùng của nó thì nó rất đơn giản thôi. Thành phần của nó cũng có mancozeb này 640, có nghĩa là vẫn 64%, nhưng mà nó sẽ có một cái khác, thành phần methacillin ở đấy. Thì methacillin nó ở trong thối. Thì còn đương nhiên là cái thuốc nào nó cũng phải có cái phụ gia để cho nó đầy đủ những cái chất để cho nó phát cái thuốc phát huy được tác dụng tốt nhất. Thì những cái thuốc Zyromin này thì ngày trước ấy, thì em dùng là ngày trước thì khi mà bị thối nhũn ấy, thì em hay là em bôi trực tiếp cái này vào. Thì trong những cái điểm bị thối thì em sẽ để cho nó hở ra vết, có nghĩa là nó sẽ thành vết thương hở, để cho cái thuốc này nó ngấm vào 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 trong cái lá hoặc trong cái thân cây. Và khi mà mình cho nó ngấm vào trong ấy, thì nó sẽ nhanh hơn, vì cái việc đó chính là nó dừng dừng bệnh nhanh hơn. Còn phun thì nó ở ngoài lá thì cái tác dụng nó sẽ ít hơn, trừ những cái loại mà nó có những cái như là lưu dẫn hai chiều chẳng như vậy. Ví dụ như là cái Elite này là cái này nó có tác dụng là lưu dẫn hai chiều, người hay dì tốt này đấy, mọi người thấy không ạ? Đấy thì mọi người có thể thấy là một cái loại đó, nhưng loại này thì nó cũng là rất tốt, em dùng lâu năm. Nhưng mà gần đây thì nhiều người người ta nói với em rằng là những cái thuốc cũ, ví dụ như Zyromin Gold này chẳng hạn thế, hoặc là cái Poner đấy, thì là nó không còn hiệu quả nữa. Hay Anchacol cũng là một thời, Anchacol này cũng là một thời mà để nói là được rất là nhiều người sử dụng kèm với cả cái Stunner này, Stunner. Nhưng mà em thấy hơi lạ nên là em luôn tìm hiểu kỹ khi em dùng. Cái này thì nó là đặc trị vi khuẩn và nó là sản phẩm chính hiệu của Nhật Bản, đúng không ạ? Nhưng còn cái Anchacol này thì là nó lại là hàng của Thái Lan. Mặt trước này thì nó lại không ghi, nhưng mà nó là hàng của Thái Lan. Thì em thấy là hai cái này mà pha với nhau thì nhìn chung mình cũng phải dựa theo kinh nghiệm. Bởi vì khi mà anh chị sử dụng những cái thuốc mà mình kết hợp nhiều loại với nhau ấy, thì anh chị nên tìm hiểu về cái kinh nghiệm của mình và cái kinh nghiệm của người giới thiệu cho mình ấy. Kinh nghiệm của người giới thiệu cho mình là cái thuốc này nhà tôi là dùng ở trong cái môi trường này, ví dụ thế. Ví dụ như cái môi trường nhà em ấy, thì là em là người kinh doanh nên là em gặp rất là nhiều môi trường. Ví dụ như cái môi trường ở vườn nhà em là vườn tầng 1, em đi làm cho khách hàng, những khách hàng ở khu biệt thự thì nó sẽ có một cái kiểu khác, nó có cái kiểu là dành cho nắng hướng tây, kiểu nắng hướng đông, có cái thì là ở chung cư, có cái thì là ở trong khu dân cư. Khu dân cư thì mỗi nhà một hướng, chẳng nhà ai giống nhà ai nếu tầng 1. Còn trên tầng thì có nhà thì rất là cao, có nhà thì rất thấp. Thế nên để mà nói là cái độ mặt bằng chung thì là không có. Nhưng cây lan thì nó là một cái cây phát triển rất là tốt, thế nên là mọi người có thể chữa cho nó bằng nhiều cách. Những cái việc là chữa trị bằng thuốc mà trừ bệnh thối nhũ nào ấy thì mọi người nên tìm hiểu thật kỹ. Còn em thì em vẫn sử dụng những cái thuốc này, quan trọng là đọc hết những thành phần của nó. Em thì cái nào thuốc nào em cũng bán và em cảm nhận thuốc nào cũng tốt. Chứ em không quan trọng là cái việc đó là cái thuốc ngày trước với cả thuốc bây giờ. Nếu mà thực sự là cái thuốc Zyromin này bây giờ nó không hiệu quả đấy, thì chắc chắn là cái nhà sản xuất người ta sẽ không sản xuất được và người ta sẽ không 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 còn tồn tại trên thị trường nữa. Còn thì nếu mà một số 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 anh chị mà cảm thấy là không tốt, bởi vì em nghĩ là có thể thứ nhất là anh chị mua phải thuốc là bị làm hàng giả hàng nhái. Ví dụ như kiểu là chúng ta đi ăn uống hoặc là mua những cái đồ sẵn ấy, thì đương nhiên là mình có thể là mua được những cái sản phẩm mà nó không phải là chính hãng của hàng công ty chẳng như thế, nhưng mà có nghĩa là sản phẩm bị làm nhái, làm nhái. Nhưng mà cũng có thể là do sản phẩm thì đúng chính hãng, nhưng khi mà người ta những cái nhà kinh doanh ấy, ví dụ như nhà em chẳng hạn, nhà em bảo vệ thuốc trong một cái môi trường khá tốt, đó chính là mát và không ánh nắng trực tiếp, thì đấy luôn luôn là những cái mà để chúng ta cần phải bảo quản thuốc ở những cái điều kiện tốt nhất, có nghĩa là tránh nơi ẩm thấp và
hoặc là những cái nơi nhiệt độ cao, tránh ánh sáng trực tiếp, thì mọi người chú ý những cái vấn đề đó để mình bảo quản được cái thuốc của mình, và mình lựa chọn những nơi để mình mua những cái thuốc mà thực sự là nó đủ chất lượng và đủ tốt để mình sử dụng. Thì cái thuốc Elite đây là một thuốc em cảm thấy nó khá là tốt sử dụng việc thối nhũn. Còn cái việc bảo quản thuốc của chúng ta còn rất là kém, kém hơn là nước ngoài rất là nhiều. Nước ngoài người ta bảo quản những cái thuốc có khi tận để trong tủ lạnh các kiểu luôn. Đấy. Thì một số cái loại thuốc mà ngày trước đây cũng một thời Stunner và đến bây giờ vẫn rất là nhiều người dùng. Nhưng mà khi những người dùng còn lại thì là những người dùng thực sự người ta hiểu thuốc. Và cái việc đó chính là anh chị chú ý là sử dụng sao cho hợp lý với vườn nhà mình. Bởi vì vườn anh chị chưa chắc đã vườn giống với cái vườn nhà mà người ta giới thiệu cho anh chị. Bởi vì nhiều khi ví dụ như em ấy, em dùng ở cái môi trường nhà em là ở tầng 1 chẳng hạn. Nhưng mà ở trên nhà anh ấy, ở trên nhà anh là một cái môi trường tầng 2, tầng 3 thì chắc chắn là khác nhà em. Riêng cái vấn đề là gió, ánh nắng là chúng ta phải phun vào thời điểm khác nhau ấy. Thứ nhất là thời điểm phun khác nhau này. Vào những ngày như thế nào, thời tiết làm sao thì mọi người chú ý. Thì em cũng nói đến cái vấn đề phun vào cái ngày thời điểm nào thì nó cũng đơn giản thôi. Em thì em hay sử dụng vào buổi tối, buổi chiều mát em phun, và những hôm nào nó không có mưa. Và những cái cây bệnh ấy, thường thì em những đa phần những cây bệnh ấy, một là nếu nhiều quá là em hay cắt, bởi vì cắt chính là phương pháp để cho nó dừng bệnh nhanh nhất. Còn nếu như anh chị phun thuốc thì hôm nào em sẽ nói một số cái hình ảnh của em ở cái bài sau là sử dụng thuốc hiệu quả ở mức độ như nào, thì em sẽ nói ở bài khác. Còn hôm nay em chỉ nói về phân tích về những cái sản phẩm thuốc mà em hay dùng. Ví dụ như cái thuốc trừ bệnh vi khuẩn này nó là một cái thuốc rất tốt. Santosin đặc trị bệnh cháy bìa lá, bạc lá. Em thì thuốc nào em cũng cho nó là rất tốt, nhưng nó phải còn hạn sử dụng và mình phải sử dụng đúng. Bởi vì tất cả các thuốc sản phẩm ra ấy là để cho cây nông nghiệp chứ không phải riêng gì cho hoa lan. Nhưng cái cây nông nghiệp đó chúng ta phải áp dụng vào cái hoa lan như thế nào sao cho hợp lý. Thì mình cũng có một chút gọi là phải là kinh nghiệm ấy. Kinh nghiệm một tùy từng nhà. Bởi vì anh chị có thể nghe anh hàng xóm, nhà anh hàng xóm nắng hướng đông, còn nhà mình nắng hướng tây thì rất là khó. Thì mọi người chú ý cái vấn đề đấy. Và sử dụng thuốc thì em khuyên chân thành là đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Và nhiều người ấy, như anh chị khi mà gặp được những người mà chơi lâu ấy, người ta chơi lan lâu rồi ấy, thì cái sản phẩm mà để dừng bệnh nhanh nhất ấy, đó chính là dùng dao lam khử trùng bằng cồn hoặc là bật lửa, cắt xong lại khử trùng bằng cồn là dễ nhất. Xong rồi mình sẽ cắt tiếp những cái cây khác, cắt hết cái chỗ bệnh đi, cắt hết chỗ bị bệnh và thối nhũng đi, thì là cái chỗ đó thì là nó sẽ cây nó sẽ dừng bệnh và mình phun. Và nên chú ý một chút, bởi vì như anh chị chơi thì không thể nhiều như nhà bằng chỗ em được. Bởi chỗ em kinh doanh thì nó sẽ có nhiều cây, nhiều mặt hàng. Thì mọi người nên để ý, chịu khó để ý một chút về cái cây bị bệnh ấy. Chúng ta khi mà gặp một cái cây bị bệnh thì chúng ta cần phải để ý xem là cái cây đấy nó bệnh gì và dùng thuốc gì cho hợp lý. Còn em thì cứ cái bài thuốc nào cũng được, nhưng cứ pha đặc sệt, pha kiểu là ướt đủ ướt sệt sệt cái dạng gen ấy, thì là mình bôi trực tiếp vào cái vết bệnh đấy. Nhưng nhớ rằng là phải cho nó thấm vào trong, bởi vì những thuốc trừ bệnh này là khi mà nó thấm vào trong ấy, thì nó sẽ nhanh dừng bệnh hơn. Và một số cái kinh nghiệm của em nữa đó chính là khi mà một loại cây mà nó bị bỏ lá ấy, thì mình cứ cắt cả lá. Ví dụ như dòng hoàng thảo, dòng phi điệp, vôi, hạc vĩ, trầm, long tu, một số những cây khác, dòng hoàng thảo mà nó rụng lá ấy, mà lá nó bị bệnh thì tốt nhất là mình nên cắt, xong mình phun thuốc. Đấy là một điều em cảm thấy thật sự là nó rất là tốt. Chứ còn nếu mà phun ở ngoài không ấy, thì mọi người sẽ không cảm nhận thực sự được cái đó là nó tốt đến mức nào. Bởi vì là nó không phải cái thuốc nào nó cũng có cái tác dụng lưu dẫn hai chiều. Mọi người
có thể để ý và chú ý những cái tháng mưa, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, 4 tháng đó là mưa nhiều. Mọi người chú ý phun phòng cho nó được bảo quản cây một cách tốt nhất. Cảm ơn anh chị thời gian qua đã theo dõi video của em. Em sẽ nói một bài chi tiết sau về cái việc sử dụng thuốc. Em sẽ kèm những hình ảnh cây mà khi mà nó vẫn còn bệnh ở đấy mà mình phun nó dừng ấy, thì mình nên sử dụng thuốc nào, môi trường nào, thì em sẽ nói bài sau. Còn hôm nay em chỉ nói về phân thuốc, vậy thuốc trị bệnh thối nhũn là chủ yếu, bởi vì cái đấy bệnh đấy là bệnh có thể là phổ biến nhất. Nhưng còn những cái bệnh mà đốm lá hay là bệnh gì sắt hay những cái khác thì nó đều thuốc đặc trị riêng. Thì mọi người chú ý rằng là đọc, nên đọc. Và trên cái kênh, trên Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy, thì em cũng viết rất là chi tiết rồi. Mọi người có thể lên đấy đọc hoặc là mua thuốc về đọc. Nhưng mà em nghĩ là không cần. Mọi người cứ lên cái kênh của em đọc, em viết chi tiết tất cả các loại thuốc. Bởi vì dùng đôi khi nó cũng phải có một chút gọi là kinh nghiệm ở đấy. Không phải là cứ thuốc người ta ghi là tốt, nó sẽ phù hợp với tùy từng nơi, tùy từng khu vườn. Cái này là một cái đặc trị thối nhũn này. Poner là một cái mà rất là nhiều người sử dụng và em thấy nó cũng rất tốt. Và giá thành thì nó cũng hợp lý thôi. Chứ nó không quá đắt như là những cái thuốc ngoại bây giờ. Thuốc ngoại đương nhiên là nó tốt nhưng mà nó đắt bởi vì là tiền cước vận chuyển thì nó cao. Nên mọi người cứ sử dụng những loại thuốc mà thực sự mình cảm thấy tốt là được, và cây nhà mình ok, hợp lý là được. Còn nhà em cũng bán cả các những cái loại thuốc của Việt Nam hay là thuốc nhập khẩu nguyên lọ nguyên chai, tức là đều có và chiết xuất, nói chung là nó cũng có nhiều. Thì mọi người có thể tham khảo trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại vào những cái video lần sau, có thể là sẽ là một số những video hay. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người.